Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Và đây là phần 2 của series Kết Man Cáp 1 Bluetooth. Và ngay bây giờ đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng MIDI Bluetooth ở trên chiếc đàn này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Như trước đây, để kết nối đàn với các thiết bị thông minh như laptop và điện thoại thì chúng ta phải sử dụng đến rất nhiều dây kết nối để mất rất nhiều thời gian và không thuận tiện. Và giờ đây, tính năng MIDI Bluetooth sẽ mang đến sự thuận tiện và thay thế kết nối dây truyền thống. Vậy MIDI Bluetooth là gì? MIDI Bluetooth là ứng dụng kết nối giữa đàn với máy tính và điện thoại, giúp các bạn có thể dễ dàng học và soạn nhạc thông qua các app có sẵn. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, để sử dụng tính năng này, các bạn hãy tải giúp mình ứng dụng Bluetooth MIDI Connect bên iOS và MIDI Bluetooth Connect bên Android. Link của hai app này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Sau khi đã tải app về và hãy mở nguồn đàn. Lưu ý là tính năng MIDI Bluetooth ở trên đàn luôn ở chế độ sẵn sàng kết nối. Dành cho học đàn là hai app thông dụng, Perfect Piano và Simply Piano. Dành cho soạn nhạc là app Cubasit LE3 và Notion. Để phát đạn nhạc trên đàn là Piano Remote. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng này ở trên các thiết bị của iPhone và iPad nhé. Và đây là tất cả các app mà mình đã tải ở trên iOS. Đầu tiên các bạn hãy mở Bluetooth ở trên điện thoại. Tiếp theo chúng ta hãy vào Connect Bluetooth MIDI. Chúng ta hãy chọn vào kết Man Card 1 để kết nối với nó. Sau khi kết nối thì chúng ta hãy bắt đầu vào app đầu tiên, đó là Perfect Piano. Các bạn bấm vào phần Setting và quản lý thiết bị MIDI. Ở đây kết Man Card số 1 Bluetooth đã được kết nối. Mình sẽ chọn vào phần học chơi đàn. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu trải nghiệm nha. Mình sẽ bấm Play để từng nốt đổ xuống và chúng ta hãy cùng đánh ở trên đàn. Với tính năng này thì giúp chúng ta dễ dàng học tập hơn trong việc chơi đàn. Và tiếp theo sẽ là ứng dụng Notion dùng để soạn nhạc. Đầu tiên các bạn hãy bấm tạo một sheet nhạc mới. Chọn OK. Ở đây có rất nhiều thu mục cho mình, thì mình sẽ chọn vào những thu mục cơ bản nhất. Tiếng piano, sau đó mình bấm thêm. OK. Các bạn nhìn ở góc bên phải sẽ có dấu 3 chấm, hãy bấm vào đó. Ở đây mình tiếp tục bấm vào Record Setup. Các bạn chọn vào Record Setup, chọn vào Bluetooth. Bấm lại dấu 3 chấm để thoát ra ngoài. Tiếp theo các bạn hãy bấm nốt hợp âm để nó có thể ghi lại những hợp âm mà bạn muốn chơi. Nếu các bạn muốn nghe lại bản nhạc mình vừa đánh, hãy bấm vào Record. Và bây giờ ứng dụng đã sẵn sàng ghi lại phần nhạc lý của bạn. Tiếp theo là một ứng dụng mở rộng tích hợp nhiều bài hát của nhiều nghệ sĩ mà bạn có thể học theo, đó là Piano Chessboard và Piano Remote. Và cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn về tính năng phát nhạc. Đầu tiên, cũng như hai ứng dụng trước, chúng ta phải đảm bảo Bluetooth luôn được mở trên điện thoại và đã kết nối ở bên phần MIDI Bluetooth. Tiếp theo mình sẽ sử dụng app Piano Chessboard. Đây là một app để giúp chúng ta phát nhạc từ điện thoại lên đàn thông qua thiết bị MIDI. Mình sẽ chọn một nhạc sĩ bất kỳ ở đây, mình sẽ chọn Chopin. Các bạn có thể nghe được tiếng nhạc ở trên điện thoại được phát lên trên đàn. Và chúng ta có thể điều khiển âm thanh ở trên điện thoại. Chúng ta có thể vừa thưởng thức âm nhạc, vừa học theo từng nốt nhạc. Đây là một tính năng rất hữu ích và thư giãn.
Và mình vừa kết nối và sử dụng thành công app Notion, ứng dụng giúp bạn ghi lại nhật lý và dễ dàng chỉnh sửa. Các bạn thấy đó, thì thông qua tính năng mini Bluetooth, các bé nhỏ và các bạn mới có thể tự học đàn một cách dễ dàng nhất. Qua video ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng thành công tính năng mini Bluetooth ở trên chiếc đàn Gusman K1 Bluetooth. Chỉ với 12 triệu thì Gusman K1 Bluetooth là một sự lựa chọn được sự mong đợi. Bạn sẽ sở hữu ngay cho mình một cái đàn với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy đủ tính năng. Đàn có đến 3 màu để cho bạn lựa chọn, đó là nâu gỗ, đen muôn và trắng, phù hợp với sở thích của mình. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm Gusman K1 Bluetooth này ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bằng Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Link mua hàng thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Và hãy để lại comment ở phía dưới nếu bạn còn thắc mắc gì về cái đàn này. Và hãy liên hệ qua số hotline 0919 768 606 để được tư vấn mua hàng. Hãy nhớ like, share, subscribe cho bọn mình để giúp bọn mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Xin chào và hẹn gặp lại.